Đây. Làm gì đây? Hả? Làm cái gì đây? Này 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 này, cái đấy không cho vào mồm mình nhá. Bẩn lắm nhá. Đi ra gọi mẹ đi. Thằng ngoác bẩn thỉu. Thằng ngoác bẩn thỉu. Bẩn lắm. Ê. Thằng nào bẩn thế? Khiếp. Kinh quá. Ê. Ê. Bẩn quá. Tập thể dục à? Khiếp. Cái gì cũng cho mồm được vậy? Bẩn đấy. Ôi trời. Kinh. Kìa, ra phá kìa. Ra phá tủ kìa. Ra phá tủ kìa. Ngoác kìa. Ngoác ơi. Đây mấy cái bộ quần áo mới ở đấy đây. Có cái bé li ti. Đấy, quần đấy hôm qua ông Tôn thích mặc mà. Cọc tần lên. Đấy, cái bông bông đấy một bộ vào bộ một. Kìa, chui vào đấy làm gì? Bộ Chui vào đấy làm gì? Ra đây ngay. này còn trùng hơn nữa. Thế đấy không mặc nhanh, cọc tớn. Ra ngay. Bác ơi. Cái này cọc. Bác ơi. Bác. Đi tắm kìa bác kìa. Sao cứ giọng cái đấy vậy? Gãy răng này. Bẩn quá. Thằng kia. Ra đây. Muốn lấy roi ăn đòn không?